Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên bao chiến công hiển hách cùng dân tộc. Tuổi trẻ Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong các cuộc trường kỳ cứu quốc và xây dựng phát triển. Vâng, nói đến tuổi trẻ là nói đến sức sống, nói đến sự xung kích trong mọi hành động. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Tuổi trẻ chính là mùa xuân, là tương lai của đất nước. Cũng chính từ những bàn tay khối óc lao động, hăng say, những trái tim rực lửa đã góp phần kiến thiết xây dựng đất nước ta to đẹp, đàng hoàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục hát chèo viết về sức sống tuổi trẻ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe bài Sức sống tuổi xuân do soạn giả Hoàng Tường viết lời theo điệu sử truyện, nghệ sĩ Quý Đông và Tốp Nữ cùng trình bày. Dạt dào sức sống tuổi xuân, sáng ngời ý chí quân dân trung lòng, biên cương hải đảo ruộng đồng, tình nhà nghĩa nước mặt nồng khắc sâu. Bão giông sóng xô đâu nản lòng, lên đường tiếc bước cha ông, giữ non nghi sông niềm tin ta khắc cốt, sánh vai người ân dồn sức nơi bão. Sức sống thanh xuân, vọng lời Tổ quốc đi ơi, bao lần gọi ngày mong ý đợi từ muôn nơi đào băng. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bài Ký ức tuổi xuân do nghệ sĩ ưu tú Văn Chương trình bày theo điệu Tò Vò. Sang ngang
ơi cây đa bến nước đỏ dáng vẫn còn tim ngắt một hoàng nghi hôn bước chân đi bồn đi tròn lòng tôi nhớ lại bao nghĩa nỗi niềm xưa bên dòng sông ấy nay tìm đâu đây đang ai gầy yêu hắn mà sóng xanh sóng xanh nhịp chèo cua bến xưa còn đỏ hàng cây xào xạc nỗi nhớ niềm mong theo từng con sóng bên đời ai trong lòng như dõi tìm trời vậy nghe gió tuôn đi mưa bên sông còn đỏ bờ lau lưu bành xa xót lòng nhau câu trầu vì phai sắc thắm lời thương giờ xa mê băng có nhớ người buồn rằng nơi xa con đò vẫn giữa dòng trôi lướt qua một thời tình tôi sâu nặng thương bóng người xưa về trong ký ức một thời sông nước tôi nhủ thầm hương tiếc trăng thường Thưa quý vị, thưa các bạn, 92 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát triển không ngừng, góp sức trẻ, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển theo đúng định hướng của Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam, nguyện sắt son niềm tin với Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Sau đây, nghệ sĩ nhân dân Kim Đức sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài Bạch Long Vĩ từ ấy đi lên. Do soạn giả Thanh Thiêm viết lời theo điệu Chinh Phụ, tiết mục ngợi ca huyện đảo, hàng trăm thanh niên theo lời kêu gọi của Trung ương Đoàn đã xung phong ra đảo xây dựng cuộc sống mới và phát triển kinh tế. Thank you.
Nối tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài Càng đẹp tuổi xuân do soạn giả Công Sáu viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Tốt Ngữ trình bày theo điệu Quân Tử Vô Dịch. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe bài Cùng em leo thác bản ba do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu Đào Liễu, nghệ sĩ Chu Cường trình bày. Qua tiết mục, soạn giả Mai Văn Lạng đã vẽ nên một bức tranh sơn thủy hữu tình ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Để có được miền sơn cước đẹp như ngày nay là do bàn tay khối óc của hàng ngàn thanh niên xung kích thay cho quê hương màu áo mới. Không chỉ còn là an toàn khu kháng chiến nữa mà còn là một khu du lịch sinh thái nên thơ. Về Chiêm Hóa, Tuyên Quang, bản ba thác đẹp mơ màng chiều quê, với tay vịn một lời thề cùng em leo thác bốn bề nước reo. Thơ thần áng mây chiều
tiếng ruột tiếng chim của thính giả cùng nghe bài Nhớ đêm trăng kỷ niệm, lời của soạn giả Tất Trọng do hai nghệ sĩ trẻ Thu Hòa và Quốc Phòng cùng trình bày theo điệu Đường Trường Bản Thước. Qua tiết mục, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của tuổi trẻ cùng bao ước mơ hướng tới tương lai tươi đẹp. Đôi ta chỉ cần nói khẽ mà vẫn nghe thấy rõ từng lời. Trái tim anh bỗng thấy bồi hồi, dưới ánh trăng anh trao lời ước hẹn. Anh nhớ trăng hôm nào cùng trăng soi ta cùng ngắm trăng mơ mộng ơi. Anh thấy em ánh mắt như thẹn thùng mà thắm môi hồng ngạt ngào mái tóc hương thơm. Lòng anh đây sao xuyến trái tim anh thổn thức dâng ý chào. Anh có nhớ
Em hãy tin anh nghĩ cuộc đời dẫu bao thay đổi ơi, anh sẽ luôn trước sau làm tròn gánh vác lo toan mọi điều, em cứ yên tâm làm tài trai, anh quyết chí sẽ cùng em xây tổ ấm gia đình. Sau đây, chúng ta cùng nghe tiếp bài Hát về Tổ quốc hôm nay do soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời theo các điệu Ngâm Sổng và Đường Trường Thu Không, nghệ sĩ ưu tú Ánh Điện và Túp Nam thể hiện. Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xôn xao bao niềm vui mới, bao niềm vui mới. Xin có đôi lời trong từng câu hát, từ đây lòng tôi tiếng hát vút lên những lời tha thiết. Của một người con yêu Tổ quốc trọn đời, trông nước non đang thay, tay chung tay sớm chiều lao đồng ơi, ta vươn
gửi ra mời muôn người về thăm đi nước non chuyển mình qua từng năm tháng đi. Trang sử mới lời sáng ý thương ý, ý lại ý, ý. Vui hôm nay có ý lời tâm ý sự mến yêu ý, ý, ơi, ý, ý, ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến lúc đi xa, trong di chúc ngay sau khi nói về Đảng, Bác Hồ đã nói về đoàn viên thanh niên. Người ghi nhận đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái, sung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Người yêu thương căn dặn, nhắc nhở thanh niên phải trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, thừa kế sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Làm theo lời Bác, thanh niên trên cả nước đã cùng nhau chung tay dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, các thế hệ thanh niên đoàn viên ngày nay đã luôn trân trọng lịch sử, biết ơn những thế hệ ông cha đã hy sinh cống hiến để tuổi trẻ ngày nay có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng cảm nhận sự đoàn kết của tuổi trẻ ngày nay, cùng nhau dựng xây và bảo vệ Tổ quốc qua ca cảnh Tuổi trẻ ngày xuân, lời của soạn giả Đào Nguyên, do hai nghệ sĩ Nhân dân Hồng Ngát và Khắc Tư cùng nghệ sĩ ưu tú Xuân Thanh trình bày. Chi đoàn trưởng, chi đoàn ta đông đủ loài nhất nhì đã sẵn sàng.
anh âu lo dễ thì mấy ai ai đường hết lý đường chữ nghi ngờ kia là như trời biển trên đi cánh như buồn là muôn cánh các bạn ơi, trước khí thế chống rong cờ mở, vui công trình tuổi trẻ ngày xuân, nhắn bạn xa đang đi giữa hàng quân, gửi các bạn xa gần nơi biên giới, cũng để thi trai tài gái giỏi, đưa công trình thắng lợi càng nhanh, hẹn cùng nhau chung ý chung tình, tôi xin có đôi lời tâm sự. Chim gọi bạn xuân đi sao tâm sự cũng nao nao mà khó tả nghi mượn câu đố gợi khơi trí tuệ ai giảng hay có quà quý chúc mừng. Được rồi, cứ đố đi. Ngày xuân én liệm tưng bừng, đố ai tách bạch gió từng lứa đôi. Xài thôi cánh chi rảnh rỗi phải cậy nhờ sự thông thái của chi đoàn trưởng mất thôi. Chẳng thông thái nhưng các bạn đã tin yêu cũng xin giảng cho vui để ai đó khỏi coi thường phai đẹp. Tình ý thật đậm đà tha thiết gợi niềm tin sâu sắc xiết nhủ câu nghĩa nặng ân ý sâu vì nghĩa lớn cùng nhau thời tiên bước đúng không nào? Chưa đúng. Thế thôi chứ có gì sâu sắc, giảng đúng rồi, quà quý chúc mừng đi. Bạn hãy dừng tay đã. Lại đây xem vật lạ các bạn ơi. Có vật lạ thật rồi. Lại cả đây các bạn. Lạ quá. Ừ, lạ thật. Một bè gỗ chìm sâu rất lớn, tận đáy dòng mương cạn ven đường.
Rõ ràng đây hiện tượng khác thường, dưới bẻ gỗ hẳn còn nhiều vật khác. Đúng đấy, giữa vùng đất ngàn năm văn vật, bao chiến công oanh liệt chống giặc thù, phát hiện ra di tích tự ngày xưa, vinh dự lớn cho công trình tuổi trẻ. Các bạn ạ, theo tôi cứ đào lên coi thử, xem dưới sâu còn gì lạ nữa không? Đúng đấy. Cứ đào lên các bạn ạ. Khoan! Vật khác thường tận mắt ta trông, nhưng muốn hiểu sâu nông đâu phải dễ. Sao vậy mới được chứ? Non sông yêu quý, chiến lũy oai hùng, trải bao thế hệ, bền bỉ hiếu chung. Bao nhiêu sự tích ngàn xưa ấy, đâu dễ tận tưởng thỏa ước mong. Mới lạ vô cùng ơi, ngắm mà xem nó mới lạ vô cùng. Một khoảng trời cùng núi sông ẩn hiện, dưới dòng nước xanh ơi, tựa hồ như một bức nghệ tranh. Xây lũy thành nơi dưới rừng cây cảnh này, ai biết cho người hay. Ừ, lạ thật, nhưng chẳng lẽ cứ để bè gỗ này nằm đây yên nghỉ, ngăn công trình tuổi trẻ ở đây sao? Không đâu, ta chuyển sang quãng khác đắp đào và báo gấp lên cấp trên được biết. Đẹp lên ý, đẹp ý người, gái trai, trai gái quê ta, đẹp lên đẹp ý người, phơi phới tuổi xuân tràn đầy sống đổi mới. Đất này ngày một khác xưa thực đây rồi, nào phải trong mơ. Ơ kìa bác Kính, chúng chào bác. Chào tất cả các cháu. Bận công tác bác ít về quê, nay bỗng dưng bác về, có việc gì hay về thăm và tặng quà cho công trình tuổi trẻ đấy ạ? Các cháu có làm nhanh làm khỏe chứ, nếu giải lao tràn sao xứng để tặng quà. Dạ thưa bác ạ, chúng cháu đang làm thì gặp hiện tượng bất ngờ, đang bàn bạc và chờ giải quyết đấy ạ. Sao, có chuyện gì, có hiện tượng gì bất ngờ cháu? Đây ạ, chúng cháu đang đào đắp tới đoạn này thì gặp bè gỗ khá to, người thì bảo là di tích tự ngày xưa, kẻ thì bảo cội gốc gì ngáng trở. Thế hả? Cháu nào cho di tích tự ngày xưa là đúng đó. Vì ai chứ bác thì rất rõ con đường cũng như bè gỗ ở chỗ này. Cho nên khác mọi lần thăm quê quán trước đây, nay bỗng thấy bồi hồi xúc động.
bồi hồi nhớ lại thuở đôi mươi. Một sớm non sông đã đổi rời, cờ đỏ rực hồng trên thôn xóm. Con đường mới đắp đất còn tươi, nước mắt tuôn rơi thay nụ cười rạng rỡ. Lại kiếp người đầm ấm vui, để nay núi rộng để cho ta núi rộng sông đi dài. Thế ra con đường này có từ ngày cách mạng tháng 8 thành công. Phải phải, từ đó trải bao mùa chống Pháp, cùng nắng mưa bão lụt, đường trở nên cao thấp gập ghềnh. Thế rồi khi giặc Mỹ leo thang đánh phá quê mình, dân ta cùng pháo binh đem cột lim, cánh cửa lim lót đường, đưa pháo vào trận địa. Đó, bè gỗ kia cùng xương máu dân ta đã góp phần thắng Mỹ. Thì di vật này tuy nhỏ nhưng đáng tôn đáng quý, đúng không? Vâng ạ. Thưa bác, chúng cháu vừa nhắc nhủ nhau, ta luôn vui kiêu hãnh. Với đất nước không chỉ riêng người lái vững vàng mà tuổi trẻ phải đẩy chèo theo đúng hướng, à, có đúng không các cháu? Dạ đúng ạ. À. Thế là các cháu đã làm cho bác thêm tin tưởng. Thôi, à, các cháu hãy tiếp tục công trình, bác về quê có chút việc riêng. Ấy, bác chưa trao tặng gì cho công trình tuổi trẻ quê hương. À, nhân dịp về dự thành hôn của cô con gái út, bác có mời ông thợ ảnh về giúp việc. Bác đề nghị chụp một kiểu các cháu đang tôn cao dọc con đường đổi mới quê ta, rồi gửi lên đăng báo để nêu gương cho các bạn gần xa. Vì sao nào? Chỉ mong các bác đánh giá sao cho đúng chúng cháu thôi bác ạ. À, chỉ mong là bác đánh giá sao cho đúng các cháu thôi à? À, các cháu đã nói thế, bác lại phải nói thêm. Công cuộc đổi mới hôm nay trên khắp mọi miền, thắng lợi nhiều hay ít, trách nhiệm lớn là thuộc về các cháu đấy. Bác nói đúng à, nhưng bác ơi, trong lẽ sống khó tìm ra khuôn mẫu, tuổi trẻ hôm nay huyên náo lạ thường, nhưng vẫn tin yêu vun đắp một con đường, đảng đã chọn và định phương vạch hướng. Hay, hay lắm, hay lắm. Trăng điện đi xa về chân trời, về đường
Quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt. Cùng Mai Văn Lạc, tám chuyện dân ca. Chương trình gần gũi, thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua. Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Lạc hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạc về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện sẽ được trích phát sóng trong chương trình cùng Mai Văn Lạc 8 chuyện dân ca hàng tuần. Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố Vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé. Cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc. Người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 8 sẽ chính thức khai mạc từ ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Cảng Hải Phòng. Khi cánh hoa phượng bắt đầu nở cháy đỏ trên nền trời xanh biếc, những cơn mưa xuân đang theo những cánh sóng ra với biển và những ánh nắng đầu hè bắt đầu làm nóng lên tinh thần dạo dực của những người yêu chèo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam và những hội nhóm yêu chèo hân hoan tổ chức giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 8 năm 2023. Chương trình lần này được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 năm Quý Mão tại khu du lịch biển Đồ Sơn, đoàn An Điều Dưỡng 295, thành phố Hải Phòng. Chương trình diễn ra đúng dịp chào hè năm 2023, cũng là bắt đầu mùa du lịch của thành phố Hoa Phượng Đỏ bên bãi biển Đồ Sơn thơ mộng. Buổi khai mạc của giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 8 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2023. Quý vị và các bạn yêu chèo có thể truy cập và tương tác vào trang Facebook Giao lưu chèo toàn quốc để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia. Giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc, nơi hội tụ đam mê